một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 2 đấu 2. Và đây sẽ là một trận đấu của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV được chơi với một cái ạc ở level 20. Và sát cánh với chúng ta ngày hôm nay sẽ là anh Hào, là một người em trai rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Chúng ta sẽ được chiến đấu cùng với những đối thủ ở cùng đẳng cấp level 20 rồi. Và đây cũng là một trong những cái bản đồ cũng khá rộng lớn và sẽ có một đường bờ biển ở vị trí trung tâm. Đụng độ với Liên Đoàn rất nhanh. Lính một của Liên Đoàn đã có sự xuất hiện ở những vị trí phía trên đây góc 12 giờ và chúng ta đã không thể chiếm được tà quyền. Lực đạp của họ là quá tốt rồi. Rất nhiều cá đơ với lính một nha. Anh Hào cũng đã buộc phải triển khai ra giữa đơ với C1 Coyote để chống lại cá đơ với lính một bên cánh năng lượng của Sánh Đức Lâm. Hiếu Nguyễn cũng đã buộc phải rút tất cả cá đơ với lính một quay trở về căn cứ rồi. Sẽ có một thùng tập nguyên lượng ở vị trí phía bên dưới đây, góc 5 giờ nha. Chúng ta đã có vẻ là triển khai được một dàn hảo suất hải quân ở level 1 khá chậm hơn so với Liên Đoàn là chắc chắn rồi. Chúng ta đã không thể triển khai được ở trong khung giờ của chế độ triển khai. Vẫn còn thiếu khoảng 3 giây nha. Liên Đoàn đã có sự xuất hiện của các đội với xe phó trách ngay lúc này. Và anh Hào đang cố gắng di chuyển vào phía bờ trong. Và ngay lập tức lực lượng của Liên Đoàn của Sao Đất Mình cũng đã tiến công vào các lực lượng của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Có rất nhiều cá đơ với lính một với một đơn vị xe Fortress rồi. Hiếu Nguyễn đã ngay lập tức triển khai ra những tháp bắn tiền từ xa. Tiếp tục tăng cường sản xuất thêm cá đơ với lính một ngay lúc này. Và đã có sự xuất hiện của Delta và một tháp chống lại bằng các lực lượng của Liên Đoàn. Rất nhanh. Chúng ta đã có thể chỉ được một thùng tàu nguyên ở vị trí địa 3 và chúng ta đã cố gắng bắn ra những thắt, những quả ngư lô để chống lại các đội về tàu Delta rồi. Thành công. Nhưng ở trên bộ ngay lúc này thì chúng ta vẫn cần phải hết sức chú ý với một đội về xe Fortress để chống lại các đội về xe Fortress và đồng thời là các đội về lực lượng từ cả đất lục Liên Đoàn thì Hiếu Nguyễn cũng đã buộc phải triển khai thêm những thắt bắn tiền từ xa nữa rồi. Rất khó khăn rồi. Lực lượng của Sanh Đất Biển cũng đã bắt đầu triển khai một dàn hạ sốc hải quân ở level 2. Liên Đoàn đã cố gắng gây sức ép với chúng ta. Và tiếp tục là sự xuất hiện của Delta. Xe Fortress vẫn là một cái gì đó rất khó chịu với lực lượng của chúng ta ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Đó là một trong những đơn vị xe cơ giới hạng nhẹ được mệnh danh là những pháo đài di động nha. Với lực đạp cho một mình là rất tốt và đồng thời là những đợt phun lửa hoàn toàn có thể tiêu diệt rất nhiều cái đợt với lính một của chúng ta. Rất khó khăn. Xong rồi. Tiếp tục là sự xuất hiện của Delta. Lực lượng của em trai đang cố gắng để có thể triển khai là nhanh chóng một đơn vị tháp chống hạm rồi. Nhưng Delta đó cũng đã leo lên bờ. Và trinh sát được ở phía bên trong là cứu lượng của anh Hào. Em trai đã cố gắng buộc phải triển khai rất nhiều cơ đồ với xe 1 Coyote và đồng thời là một đơn vị xe dĩ được có thể truy đuổi ở phía đằng sau. Nhưng có vẻ là chúng ta đã không kịp rồi. Delta đã rút lui ra phía ngoài biển rồi anh em ơi. Đi bán phế liệu rồi. Căn cứ của Hiếu Nguyễn và cả của em trai đã bị lực lượng của Liên Đoàn trinh sát hết cả rồi. Hiếu Nguyễn cũng đã bắt đầu triển khai được những đơn vị tàu Alligator đầu tiên và đồng thời cũng đã buộc phải tăng cường thêm một tháp chống hạm thứ hai để có thể ngăn chặn được những đợt tấn công bất ngờ bằng các đơn vị tàu Delta cũng như là các đơn vị tàu hải quân ở level 2 Viking bên các lực của Liên Đoàn. Phục thứ 5 và chúng ta cũng đang bắt đầu nâng cấp nhà chính lên level 3 rồi. Hơi bị chậm rồi anh em ơi, ở những đẳng cấp level 20 như thế này thì để có thể nâng cấp được nhà chính lên level 3
mà phải đến gần phút thứ 6 như thế này là quá chậm hơn so với Lindor rồi. Tiếp tục chơi sáng ở phía bên trong. Salah cũng đã bắt đầu tăng cường triển khai thêm các thách chống hạm rồi. Và họ đã không nâng cấp nhà sản xuất hải quân lên level 2. Nhưng ngay lúc này lực lượng của sân đất mình đã có được 2 nhà sản xuất hải quân lên level 2. Như vậy là sân đất mình sẽ chơi các đơn vị tàu hải quân Viking rồi. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều các đơn vị tàu hải quân Viking. Và chúng ta cũng cần phải tăng cường thêm các đơn vị tàu Alligator và các tháp chống hạm thôi. Không đơn giản rồi. Đụng độ với một đơn vị tăng Hammer. Và sẽ có thêm một thùng tập quyền lớn ở vị trí phía trên này góc 12 giờ nha. Chúng ta cũng không nên chủ quan ở trên bộ và cả ở trên biển đâu. Vẫn cần phải có thêm những đơn vị xe cơ giới hàng nhẹ và đồng thời là các đơn vị lính bộ bên hai để có thể phòng ngự được ở trên bộ ngay lúc này. Bởi vì nếu như Lindor có sự tấn công bất ngờ bằng các đơn vị tăng Hammer thì chúng ta vẫn còn có cái gì đó để mà chống lại nha. Còn ở phía trên biển thì chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường thêm các đơn vị tàu 2 Alligator kết hợp với các tháp chống hạm để có thể chống lại các đơn vị tàu Viking. Cũng rất có thể là có thêm các đơn vị tàu Delta bằng các năng lượng của sân Đức Lam. Đụng độ với Hammer. Có lính 1 rồi. Liên đội đã bắt đầu tiến công bằng các đơn vị tàu Viking và chúng ta đã có 2 tháp chống hạm và 2 đơn vị tàu Alligator. Họ đã có được 5 đơn vị tàu Viking rồi và chúng ta cũng đã buộc phải bút thêm các IT vàng để chống lại các đơn vị tàu Viking. Thật sự là họ là quá mạnh mẽ vào lúc này. 6 đơn vị tàu Viking. Quá khủng khiếp với sức mạnh và sự yếu tố bất ngờ ở phút thứ 8 nha. Chống không còn lại rồi. Vẫn còn có đến 3 đơn vị tàu Viking và chúng ta phải làm thế nào đây? Toàn rồi. Ba đơn vị tàu Viking và chúng ta chỉ còn có đúng cái đít ở trên biển nữa thôi. Hai tháp chống hạm vẫn chưa kịp sản xuất ra, xây dựng ra xong rồi. Gây sức ép quá mạnh mẽ vào chúng ta. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi thì chúng ta cũng đã kịp thời triển khai thêm một tháp chống hạm. Nhưng mọi thứ đã là vô nghĩa rồi. Không còn kịp nữa rồi anh em ơi. Viking của sân đất biển thật sự là quá mạnh mẽ và họ đang tiếp tục tăng cường thêm các đơn vị tàu Viking khác ngay lúc này. Và lực lượng của em trai cũng đang cố gắng tập trung rất nhiều các đơn vị tăng nhân quân kết hợp với các đơn vị xe nhi vào phía căn cứ lực lượng của sân đất Lam. Bây giờ thì chúng ta cần phải tìm một phương án khác thôi. Chứ cứ như thế này là không ổn rồi. Lindor họ đã chú ý đến tháp chống hạm thứ hai của chúng ta. Toàn rồi. Hiệu quyền cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể triển khai thật nhanh các đơn vị hải quân và đồng thời là các tháp chống hạm để chống lại các đơn vị tàu Viking. Nhưng mọi thứ là quá muộn màng và chúng ta vẫn đang có được những tháp chống hạm từ các lực của anh Hào. Và có kịp hay không đây? Có thể đang chạy được một phần nào đó xuất tiến công từ các đơn vị tàu Viking và các lực của Nhoa thôi. Chứ thật ra là có thể tiêu diệt được Horto là quá khó và chúng ta ngay lúc này được rồi. Họ có đến tầng 2 nhà xuất hải quân ở level 2. Và Horto có thể triển khai tăng cường thêm các đơn vị tàu Viking nha. Vẫn còn có một đơn vị tàu Viking và chúng ta đã có được 2 đơn vị Dragonfly và đang hết sức mình để có thể bắn phá vào các đơn vị tàu Viking như thế này rồi. Nhưng lực giáp và máu của họ thật sự là quá trâu và quá khỏe rồi. Dragonfly thì có lực đam rất yếu ớt nha, không đủ sức để có thể bắn phá được các đơn vị tàu Viking. Có sự xuất hiện của Tazup và các đơn vị xe phòng không Typhon.
toàn rồi. Anh Hào vẫn chưa thật sự có thể tiến công được ngay lúc này, có lẽ em trai đã có sợ chuẩn bị sẵn sàng cho một đơn vị Hero Level 3 Leviathan. Và em trai cũng đang chờ đợi thấy một sân đơn vị xe khói nữa rồi. Chỉ khi có khói thật sự thì chúng ta mới có đủ sức để tổng tiến công thôi. Ổn bát rồi. Leviathan đã bắt đầu di chuyển lên phía trên. Còn căn cứ của Hiệu quyền Ocean Vinh TV thì sắp toàn đến nơi rồi. Leviathan tiến công. Chúng ta có khói và cả tàn gia ngua, sống vào thôi. Đụng độ với giới rồi và họ cũng đã có xe khiêng, rất nhanh. Leviathan sẽ cần phải ân tây một quả tơ lửa hạt nhân mini và các đơn vị tăng tốc từ các lực của Liên Đoàn thôi. Chơi tôi đâu. Ân tây, trúng rồi. Quay. Trúng mục tiêu và ngay lập tức thì các đơn vị tăng tốc từ các lực của Liên Đoàn đã mất đi rất nhiều lượng máu rồi. Nhưng ngay lúc này thì Leviathan của nào cũng đang phải hứng chịu quá nhiều các quả tên lửa phòng không từ các đơn vị xe phòng không tan phân. Đi bán phơ liều rồi. Chúng ta vẫn còn có khỏi nhưng họ thì không còn có khi. Và chúng ta đã có lợi thế rất nhiều rồi, tổng tấn công thôi em ơi, đúng rồi. Hiệu Nguyện vừa đã chống trả tới cùng với lực lượng của Liên Đoàn ngay ở vị trí căn cứ của Hiệu Nguyện rồi. Với ba đơn vị Dragonfly, chúng ta vẫn đang cố gắng chống trả lại với các đơn vị tàu Viking và lính bộ bên hai vẫn đang cố gắng chống trả lại với các đơn vị tăng tốc từ các đất lượng của sân đất biển ở phía trên này gấp 9 giờ nha. Anh Hào đã hết khỏi và chúng ta chỉ còn có 4 đơn vị tăng gia ngùa. Tiếp tục tiến công. Cố gắng bám trụ tới cùng để có thể hỗ trợ cho đồng đội. Tiếp tục tấn công tổng lực và các đơn lượng của sân đất Lam. Nếu như cảm thấy khó quá thì chúng ta hãy cố gắng đưa trận đấu về thế 1-1 là cân bằng nhất nha. Phục thứ 13. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã bảo vệ căn cứ thành công. Và ngay lập tức thì các đơn vị không quân với tất cả các đội của Liên Đoàn cũng đã xuất kích ở trên không. Mục tiêu của họ sẽ là cố gắng phá hủy các nhà sản xuất năng lượng của chúng ta. Lực lượng của anh Hào vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể tiếp tục tổng tiến công vào phía bờ trong. Nhưng ngay sau đó thì lực lượng của em trai cũng đã buộc phải rút quân rồi. Ta còn phải tiếp tục triển khai thêm các đơn vị xe diễn và những phương án phòng công khác thôi. Lại về test quá hay. Rất có thể thì Hiệu Quyền sẽ mất thêm một nhà xuất năng lượng nữa rồi. Lực lượng của Hào vẫn đang cố gắng để có thể triển khai tăng cường thêm các đội bởi xe khói kết hợp với Jaguar. Và em trai cần phải tiếp tục tiến công trước khi mà Liên Đoàn trở nên quá mạnh mẽ với rất nhiều các đội bởi tăng số xe khi và đồng thời là các đội bởi chiến đấu cơ. Tiếp tục bật khói lên, tấn công thôi. Với ba đội bởi xe khói được mang theo thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế rồi. Jaguar đã chống căng, ứng phó tổng lực với các đơn vị tăng tốc phần các lực lượng của Liên Đoàn và họ đã bắt đi xe khiêng thì chắc chắn là họ sẽ không đủ lực giáp và máu để có thể chống chọi lại với các đơn vị tăng tốc của chúng ta. Rút lui rồi. Quá hay rồi Hào ơi, sống vào thôi em ơi. Với sự xuất hiện của các đơn vị xe khói thì các đơn vị tăng gia ngua sẽ được yểm trợ rất tốt để chống lại các đơn vị không quân. Vẫn tiếp tục là các đơn vị Vetex đang bay ở trên không. Hiệu Quyền đã cố gắng triển khai tăng cường thêm các đơn vị xe diễn và các tháp phòng không rồi. Nhanh hơn em ơi. Liên Đoàn vẫn đang chống trả tới cùng ở vị trí căn cứ lực của sân Đức Lâm. Tiếp tục là xe khi và các đơn vị tăng rất được tăng cường thêm. Vtec đã phá hủy được rất nhiều các đội bởi xe diễn và đồng thời là những tháp phòng không của chúng ta.
và Hiệu Nghị đang rơi vào thế bế tắc rồi. Hết mình để có thể chống lại cơ đồ vị trí đấu cơ. Chúng ta cũng sắp trùng không đội ở trên không. Với ba đường vậy sẽ khó được mang theo. Anh Hào vẫn tiếp tục làm mưa làm gió ở các cửa lượng của liên đoàn của sân Đức Lâm. Họ vẫn còn có tăng rớt và thế khí nhưng rất khó để có thể chống lại với cơ đồ vị tăng gia ngô của anh Hào. Và em trai cũng lại tiếp tục tăng cường thêm một đường vị Leviathan thứ hai. Viking đang bắn phá vòng nhà xây dựng của căn cứ lực lượng của Hiệu Nguyện của Summit TV và chúng ta vẫn còn có ba đơn vị Dragonfly và rất nhiều cơ đơn vị lính bộ bên da. Có lẽ là chỉ đấu cơ của Liên Đoàn đã hết xăng rồi. Họ cần phải có thời gian để tiếp tục nạp thêm nhiên liệu vào đấy rồi. Nắm đơn vị và Tesky lúc này. Chúng ta đang có khói và các đơn vị sẽ nhiễm được có thể hỗ trợ phòng không. Và tăng Yago tiếp tục bắn phá vào những gia tăng lượng bằng các lượng của Indo của sạch Đức Lâm. Leviathan chỉ còn có đúng 50% máu thôi và ớt đây, trúng rồi. Cố lên em ơi. Lực lượng của anh Hào đang phải gồng rất căng cơ để cứu bạn lên trận đấu vào lúc này. Và quá rõ ràng là chúng ta đã có được ưu thế rất nhiều trên chiến trường ở vị trí góc 3 giờ ở các lượng của sạch Đức Lâm. Hết khó rồi. Tiếp tục là va vào với lực lượng bộ binh của Liên Đoàn của sạch nước biển nha. Chơi thôi. Chúng ta đã có lính bộ binh 2 xe nhìn các đơn vị Dragonfly và rất nhiều các đơn vị lính bộ binh 1 nha. Trung tâm chỉ huy bằng các lượng của sân làm chắc chắn là C7 chúng ta phải hủy hoàn toàn là chắc chắn rồi. Vì ngay lúc này họ cũng còn có một cơ đơn vị tăng rớt cuối cùng cùng các lực lượng của sân đất mình đang kéo xuống nữa thôi. Hiệu Nguyện đã tổ chức phá công. Sân đất biển đã có được các đơn vị tàu hải quân level 3 Poseidon rồi với tầm bắn tên lửa là rất tốt. Đang cố gắng cập giác bờ để có thể bắn vào trong đám khói của chúng ta và rất có thể thì anh Hào sẽ mất đi các đơn vị xe khói nha. Vitesse đang bay ở trên không và chúng ta đã bị tấn công không kích liên tục rồi. Tổn thất rất nặng nề và các đơn vị xe nhiễm của chúng ta chỉ còn có đúng một đơn vị xe nhiễm cuối cùng nữa thôi. Tổng tấn công. Anh Hào đã phá hủy được thêm những tòa nhà công sự bởi các lực của Liên Đoàn của sân Đức Lạp rồi. Chúng ta cũng đang đồng độ với lính bộ binh sân. Hào chơi quá hay rồi. Thật sự là nếu trận đấu này không có anh Hào thì chắc chắn là ca cớ của Hiệu Nguyện Gold Summit TV có lẽ là còn đúng cái đít rồi. Em trai đã tổng tiến công và hỗ trợ cho chúng ta thu hút bớt lực đạn từ các lực lượng của Liên Đoàn bằng đường không. Và tăng rớt của phía lực lượng của Liên Đoàn cũng đã buộc phải kéo qua để có thể hỗ trợ cho đồng minh lực lượng của Sạch Đức Lâm. Chứ nếu mà đợi cho Sạch Đức Biển tổng tiến công và căn cứ lực lượng của Hiệu Nguyện từ phút thứ 10 thì có lẽ chúng ta đã không còn được có thể được chơi được rồi. Sạch Đức Biển vẫn đang tiếp tục triển khai thành những bức tường phòng thủ căn cứ ngay lúc này. Và anh Hà đã đưa trận đấu được về thế 1-2. Chúng ta đang có hai người chơi và bây giờ chỉ còn có đúng một lực lượng của Sạch Đức Biển nữa thôi. Nhưng vẫn còn có khói và các đơn vị tăng dân mùa đông đến như thế này thì chắc chắn rằng Liên Đoàn sẽ cần phải có những phương án và những bài toán khác để có thể triển khai được một cách hợp lý hơn để có thể thành công được tốt hơn. Tiếp tục là những bức tường phòng thủ rồi. Những bức tường chỉ có thể ngăn cản được bức tiến công từ các đơn vị tăng gia mùa. Chúng ta vẫn có thể bắn phá được các đơn vị lính và các tòa nhà công sự ở phía bên trong nha. Và tầm bắn của tăng gia ngô là rất xa và chúng ta cũng đã được sự yểm trợ của các đơn vị xe khói che chắn tầm nhìn rất tốt cho các đơn vị tăng gia ngô của anh Hào. Wow,
quá, Hiro Hào ơi. Xuyên thủng của được Hà phòng thủ rồi. Bethesda cố gắng bay ở trên không, bọc khó lên. Quá tuyệt vời rồi, anh Hào đã đánh tên. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận nha. Một trận đấu rất hay của anh Hào và Hữu Nguyễn Gosami TV. Chúng ta đã bày cho lực lượng của Liên đoàn quân sân nước biển và cho không trượt một phát nào. Và ngay lúc này thì anh Hào cũng đã tiếp tục tiến công. Liên đoàn lại tiếp tục triển khai thêm những tháp phòng thủ rồi. Và đồng thời để xây dựng thêm các bước tường phòng thủ để có thể ngăn chặn được bước tiến công từ các đồng bộ tăng gia của phía lực lượng của anh Hào. Quá êm rồi. Tiếp tục là Vettel tăng bay ở trên không. Khi mà chúng ta đã đưa trận đấu được về thế 2 đấu 1 rồi thì hoàn toàn có lợi hơn cho chúng ta. Và sân nước biển sẽ cần phải cố gắng rất nhiều thôi. Đụng độ với các đầu với lính Bowman. Những đầu với xe chỉ đang có những khẩu súng 6 đồng bắn phá liên tục vào các đầu với lính Bowman 1 và 2 bởi các lực của Liên Đoàn. Êm rồi. Liên đoàn gần như đã không còn gì và chiến thắng chắc chắn nó thuộc về phía lực lượng của chúng ta rồi anh em ơi. Xong rồi. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận nha. Leviathan của anh Hào đã có thể chống chọi lại được với một thanh chống hạm và các lực của Liên đoàn của sân Đức Lam. Lực giáp rất tốt. Và gần như là một tháp chống hạm sẽ không đủ sức để có thể làm giảm đi độ máu của các đơn vị Leviathan của phía lực lượng của anh Hào. Và chiến thắng là của chúng ta rồi. Và sau trận đấu này chúng ta sẽ đến với một trận đấu tiếp theo nha. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận xuống bên dưới cảm nghĩ của em về trận đấu này. Chiến thắng là của chúng ta rồi. Lực lượng của Liên đoàn đã từ bỏ cuộc chơi và chúng ta đã có được một trận đấu rất hay cùng với anh Hào. Hãy cho anh Hào thêm những lượt like và hãy nhớ kết bạn Zalo với mình theo số 0924762081 nha. Cùng vào nhóm Zalo, cùng kết bạn với những người bạn tuyệt vời và sẽ cùng được sát cánh với nhau và được cùng được lên TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu tiếp theo, một trận đấu thứ hai. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the... Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 2 đấu 2 tiếp theo. Và đây vẫn sẽ là một trận đấu của Hiệu Quyền Cosmic TV được chơi với một cái ạc ở level 20. Và sắc cảnh ngay hôm nay với chúng ta sẽ là một người bạn ở level 19 nha. Ngay lúc này thì đối thủ chúng ta cũng sẽ là những người chơi ở level 19 và level 20. Một trận đấu rất cân bằng với một cái bản đồ cũng khá là chật hẹp thôi. Lực lượng của Hiếu Nguyễn và cả của đồng minh đã triển khai được rất tốt các đơn với lính bộ binh. Cố gắng rà soát bản đồ và chiếm lấy được rất nhiều các thông tài nguyên rồi.
Lindor đã chậm hơn chúng ta rất nhiều. Có xe Fortress rồi. Vẫn còn có rất nhiều các thùng tàu nguyên ở khắp mọi nơi và sẽ có hai thùng tàu nguyên lớn ngay lúc này. Ở vị trí góc 3 giờ và 9 giờ nha. Chúng ta cần phải tăng cường thêm các đơn vị xe quân sự kết hợp với các đơn vị lính bộ binh. Tiếp cận lấy vị trí của những thùng tàu nguyên ngay lúc này thôi. Cần phải có ít nhất là một thùng tàu nguyên lớn thì mới đủ lực để có thể tiếp tục chiến đấu với lực lượng của Liên Đoàn. Đây rồi. Như vậy là Liên Đoàn đã có một đợt tấn công nhanh. 6 đơn vị lính bộ binh 1 rồi. Thậm chí là còn chưa tăng cường thêm các đơn vị xe quân sự để có thể chỉ lấy được tài nguyên và ngay lập tức đã tổ chức một đợt tổng tấn công nhanh rồi. Nhưng chỉ với 6 đơn vị lính mục như thế này là có ổn hay không? Phá hủy được một nhà xuất lính từ các lục của quân vàng. Đã có sự tăng cường thêm các đơn vị xe Fortress ở vị trí góc 3 giờ. Lực lượng quân vàng cũng đang cố gắng để có thể tăng cường thêm một tháp bắn tia từ xa để chống lại các đơn vị lính bộ binh. Và có một đơn vị xe bọc Coyote như thế này là có ổn hay không? Rất có thể đây là một trong những phương án mà lực lượng của Liên Đoàn gây rối chúng ta để tạo cơ hội cho các đơn vị xe bọc Fortress chiếm lấy được tài nguyên. Và đơn giản đó chỉ là như vậy thôi. Chứ tấn công nhanh chỉ với 5 đơn vị lính mục như thế này là không đủ lực nằm và không thể làm bất kỳ thêm một ứng nhiều gì nữa rồi. Xong rồi. Liên Đoàn đã chiếm được tài nguyên. Và họ cũng đang có rất đông các đội với xe Fortress kết hợp với các đội với lính mô bên 2. Quân vàng vừa mới kéo xuống các đội với xe 2 Abadillo là đã buộc phải quay đầu trở về căn cứ rồi. Phục thử đạp rồi. Sảnh đất biển cũng đã bắt đầu triển khai được rất nhiều các đơn vị lính bộ binh bột kết hợp với các đơn vị xe Fortress nha. Và họ có lực 2 đến tầng 2 và xuất xe quân sự ở level 2. Rất có thể lực lượng quân xanh lam sẽ chơi những phương án tấn công nhanh bằng các đơn vị tăng Hammer. Sảnh đất biển cũng đã bắt đầu triển khai được những nhà xuất xe level 2 ở thứ 2 rồi. Phục thử đâm. Có tàng Harbor và có cả các đơn vị lính phục lửa ở level 3 nữa rồi. Hiệu Nguyện cũng đang cố gắng để có thể nâng cấp được nhà chính lên level 4 thật nhanh. Chúng ta cần phải có sự tăng cường thêm các đơn vị không quân và đồng thời là các đơn vị xe khói nữa nha. Để có thể ngăn chặn được những đợt tấn công nhanh như thế này thì Hiệu Nguyện cũng cần phải triển khai được thật nhanh các đơn vị xe cơ giới hạng nặng hơn để đủ sức để tấn công lại các đơn vị tăng Hammer. Tiếp tục trên sát bằng trong các cứ lượng của Liên Đoàn. Rất nhiều các đơn vị tăng Hammer rồi, chúng ta đã đón đúng rồi anh em ơi. Sẽ là một phương án tấn công nhanh. Tăng Hammer là một trong những đơn vị xe cơ giới ở level 2 bên các lượng của Liên Đoàn. Có tốc độ di chuyển là rất nhanh và đặc đàm cũng là rất thốn nha. Nếu như có số đông thì chúng ta cũng rất khó để có thể phòng vệ được những sự tấn công rất đông và rất bất ngờ từ các lực lượng của Liên Đoàn với các đơn vị tăng Hammer. Lính phục lửa level 3 kết hợp với Hammer và cả Fortress rồi. Ngay sau khi chúng ta có được các đơn vị không quân thì Hiệu Nguyện cũng đã cố gắng hết sức mình để có thể trinh sát được ở phía bên trong các lực lượng của Liên Đoàn. Và họ cũng đang bắt đầu triển khai được những tháp phòng không rồi.
tiếp tục tấn công thôi. Có nhà sốc xe chuyên dụng và thái phòng công cũng đã xây dựng xong. Sẽ có hai thùng tàu quyền lớn tiếp theo vào lúc này ở vị trí góc 3 giờ và vị trí góc 9 giờ nha. Rất nhiều các đơn vị tại Harbor và quân vàng cũng đã va vào lực lượng của quân xanh được làm rồi. Một đợt giao chiến tổng lực ở phút thứ 9 để chiếm lấy được tài nguyên. Không biết là ai sẽ có thể chiếm được tài nguyên đây. Lực lượng quân vàng đã buông có sử dụng để hỗ trợ và giúp đỡ của chúng ta rồi. Và Hiếu Quyền cũng đang cố gắng để có thể kéo qua các đơn vị tăng gia ngùa, kết hợp với các đơn vị lính bộ binh để có thể hỗ trợ cho đầu binh. Và chiến đấu cơ ta cũng đã bay ở trên không. Liên đoàn đã bị đuổi rồi. Họ đã rút lui rồi anh em ơi. Mặc dù là liên đoàn cũng đã có được rất nhiều các đơn vị lính bộ binh hài kết hợp với tăng Hammer và cả các đơn vị tăng Zerg rồi, nhưng vẫn không đủ lực đam để có thể đối chọi với quá nhiều các đơn vị tăng Jaguar và lính bộ binh từ các đội của quân vàng và cả của lực lượng của Hiến Nguyện của Sermic TV. Chiếm tài nguyên thôi. Đáng lý ra khi mà lực lượng quân xanh Đức Lam tấn công tổng lực để có thể chiếm lấy được tài nguyên đang giằng co với lực lượng quân vàng ở vị trí góc 3 giờ, thì xanh Đức Biển có thể tổng tấn công vào căn cứ lực lượng của Hiếu Nguyện Gosavik TV. Nhưng rất tiếc là liên đoàn đã không lựa chọn phương án đó rồi. Chứ nếu mà họ tấn công nhà đỡ cả hai hướng thì chúng ta đã có nguy cơ là toang ngay. Vì dù sao thì tốc độ di chuyển của các đơn vị tăng Hammer cũng là rất nhanh nha. Rất nhiều các đơn vị lính phục lửa tăng Hammer và cả xe Fortress rồi. Chúng ta cũng đang cố gắng nâng cấp danh chính lên level 5 và bắt đầu triển khai thêm những nhà xuất hero. Liên đoàn đây rồi, đi đâu đây? Một đơn vị lính trinh sát từ phía lực lượng của quân xanh Đức Biển rồi và họ cũng đã bắt đầu tổng tiến công. Rất nhiều các đơn vị lính phục lửa và cả tăng Hammer. Chúng ta cần phải rút lui ngay lập tức thôi, quá đông rồi. Tăng Hammer có tốc độ di chuyển là rất nhanh. Chiến đấu cơ của Hiệu Nguyện cũng đã bay ở trên không, nhưng liên đoàn cũng đã mang theo hai đơn vị xe phòng không tài phần. Lính phục lửa cũng đã tiêu diệt được rất nhiều các đơn vị lính bộ binh một của chúng ta. Chiến đấu cơ của Hiếu Nguyện cũng đã cố gắng hết sức mình để có thể tấn công và tiêu diệt mất các đơn vị tăng Hammer rồi. Lực lượng quân vàng đang kéo qua. Chúng ta đã hơi chủ quan trong pha này. Sẽ một xíu nữa thì chúng ta đã có nguy cơ là toàn mất rồi. Và chúng ta cũng đã vừa mất đi một nhà xuất xe quân sự ở level 3. Đúng lý ra khi ở phút thứ 8 lực lượng của quân xanh lam đang đối kháng trực tiếp với quân vàng, thì xanh Đức Biển hoàn toàn có thể kéo qua căn cứ của chúng ta và hoàn toàn có thể kết thúc được trận đấu luôn rồi. Nhưng rất tiếc là bạn ấy đã không lựa chọn phương án đó, và đến bây giờ thì tổng tấn công là quá muộn rồi. Chỉ với ba đơn vị tăng Hammer như thế này là không đủ lực nào để có thể bay được một sân bay được rồi. Chúng ta đã phong tỏa căn cứ thành công. Xin được cảm ơn lực lượng quân vàng nha. Êm rồi. Anh em thấy hai đợt phản công tấn công nhanh từ cả lực lượng của liên đoàn như vậy là có ổn hay không? Đánh như vậy thì có thể nắm chắc được phần thắng hay không thì hãy cứ bình luận nha. Và thấy hay thì hãy nhớ cho mình thêm những lượt like. Và liên đoàn đã có dấu hiệu là phá nha. Và chiến thắng là của chúng ta rồi anh em ơi. Kết thúc với liên đoàn và chiến thắng là của chúng ta. Họ đã có được hai đợt tổng tấn công.
nhưng không làm được bất kỳ thêm một điều gì được nữa rồi. Cái kết là quá rõ ràng. Xin cảm ơn 4 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại em vào những trận đấu tiếp theo. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like nha. Nói thật cắt và những chất thật khó, và sẽ khỏi nước đó và bom cứ rơi. Và tao luôn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Hãy nhớ bấm like và hãy luôn subscribe nha. Hãy luôn kết bạn Zalo với tao theo số 092 476 2081, và chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng sát cánh với tất cả mọi người. Và trong mỗi trận chiến sẽ không có ai là thua cuộc, và với tao mỗi trận chiến sẽ luôn sát cánh cùng anh em. Nói thật rằng những trận khó sẽ khỏi nước đó và tao bơi, chỉ cố gắng những trận đó tăng suất nước đó và bóp rây. Yo, tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV, và hãy luôn nhớ bấm like và hãy nhớ bấm subscribe nha. Yeah.